Mỹ nhân Việt nào đạt chuẩn ngực đẹp có khoảng cách một ngón tay? Họ đều sở hữu vòng 1 bốc lửa gợi cảm. Kỳ Duyên nhận được lời khen khi nâng cấp vòng 1, chọn size phù hợp với dáng người và không mang lại cảm giác ngợp thở khi biết tiết chế với trang phục. Vòng ngực của nàng hậu gốc Nam Định mang lại sự mềm mại cho người nhìn, khuôn ngực tròn, không cần tới sự trợ giúp của áo ngực vẫn căng đầy. Trang phục tôn vòng ngực được Kỳ Duyên sử dụng triệt để khi tham gia sự kiện hay tiệc tùng. Nâng cấp vòng ngực, Kỳ Duyên tỏa sáng hơn dù bất kỳ sự kiện nào vì luôn đầu tư trang phục hoành tráng. Không bị ảnh hưởng của cân nặng, không cần áo ngực vẫn có vòng một quyến rũ. Số đo vòng ngực hiện tại của nàng hậu gốc Nam Định là 92. Thánh nữ Mì Gõ, Phi Huyền Trang là mỹ nhân sở hữu vòng 1 đẹp thứ hai được nhắc tới. Cô có khuôn ngực dáng tròn, đầy đặn và cân đối với dáng người. Tuy nhiên, nếu đánh giá theo tiêu chí của chuyên gia thẩm mỹ, khoảng cách của hai bên ngực phải bằng một ngón tay thì Phi Huyền Trang chưa đạt chuẩn. Vòng ngực đẹp giúp cô tự tin trưng diện với những cúp chụp hình thời trang nóng bỏng như áo tắm, nội y hay những chiếc áo số cắt ngắn lộ chân ngực. Có thể nói vòng ngực căng tròn là thế mạnh lớn nhất mà Phi Huyền Trang có được trên tổng thể body. Có vóc dáng bốc lửa giúp nàng thánh nữ Mì Gõ có nhiều cơ hội thăng tiến trong diễn xuất và tự tin với những set cảnh đóng nu từng tham gia. Vũ Ngọc Anh được mệnh danh quả bom sét làng điện ảnh Việt vì quá nóng bỏng. Vòng ngực của cô đẹp một cách hoàn mỹ khiến người đối diện phải dành lời khen ngợi. Có thể thấy khoảng cách ngực của cô đúng chuẩn đẹp mà bác sĩ thẩm mỹ nói tới. Vòng ngực căng tròn được phô diễn qua áo tắm, dù hai mảnh hay liền thân đầy khiêu khích. Những mẫu áo tắm khuyết cổ sâu ngoắp được cô lựa chọn để tôn lên thân hình vệ nữ tuyệt đẹp.